thơ của Judea, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giêsu giữ gìn. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chuyến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Thì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đón phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Dầu anh em đã học những điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia, Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ai Cập, sao lại tiêu diệt những kẻ không tin, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc mà bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ lại trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah, cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng, làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao, và nói hỗn các đấng tôn trọng. Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mê-chan chống với ma quỷ giành xác Mô-xe, còn chẳng dám lấy lời nhức mắt mà đón phạt. Người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt ngươi. Song những kẻ này, hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình.